Đạo diễn Diên Tuấn Bình. Chủ nhiệm chế tác Thiệu Hoài Lượng. Chế tác và phát hành Công ty Hữu hạn Văn hóa Ánh Thị Trung Liên Bắc Kinh. Sản xuất Công ty Hữu hạn Đầu tư Văn hóa Ảnh thị Thiên Địa Tùng Hằng, tỉnh Gia Tô. Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ảnh thị Tân Nguyên Thiên Tân. Với sự tham gia của các diễn viên Ngô Việt, Ngô Nhược Phổ, Quách Thọ, Triệu Lượng, Sa Hiểu, Hải Ba, Hứa Sâm Thọ cùng một số diễn viên khác. Phim Người phía sau. Tập 12. Hôm nay mở cuộc họp này, nhân cơ hội tôi muốn nói lên quan điểm của mình. Trong số những bệnh nhân chỉ có một người nghiện cá biệt thì không đáng sợ. Nhưng giờ xã hội phức tạp, nhiều cám dỗ như vậy, đa phần người ta đến với ma túy để tìm lấy sự an ủi thì không gì không có thể. Mấu chốt vấn đề là ma túy từ đâu mà ra, khi nào, do ai mang vào. Tôi cho là bệnh viện chúng ta quản lý quá lỏng lẻo so với các bệnh viện tâm thần khác. Tôi làm viện trưởng cũng có trách nhiệm, nhưng giờ chuyện trách nhiệm chúng ta để qua một bên. Hôm nay mời mọi người đến đây để bàn bạc coi làm sao xử lý bệnh nhân này đây. Tôi thấy phải đưa đến trại cai nghiện. Anh ta hút quá thành nghiện rồi mắc chứng tâm thần phân liệt. Nếu anh ta không cai nghiện, y thuật của chúng ta có cao tay cách mấy cũng đành bó tay. Tôi đề nghị khoan hãy đưa đến trại cai nghiện, quan sát một thời gian rồi hãy tính. Y tá trưởng Phương nói đúng. Thật ra bệnh viện tâm thần và trại cai nghiện cũng giống như nhau thôi, đều là môi trường tách biệt bên ngoài, không được quấy nhiễu, thích hợp cai nghiện và tĩnh dưỡng nhất. Tôi cảm thấy chỉ cần có thể giải được ngốc, bên cạnh dùng thêm thuốc hỗ trợ với trị liệu nhất định có thể cai bỏ được. Phải, tôi cũng nghĩ làm vậy là tốt nhất cho bệnh nhân. Bác sĩ Ngô, ý của anh thì sao? Dẫu sao anh ta cũng là bệnh nhân của anh. Tôi tán đồng ý kiến của bác Cát, nên lập tức đưa bệnh nhân đến trại cai nghiện. Anh ta có triệu chứng tâm thần phân liệt cấp độ nhẹ, đưa tới trại cai nghiện, bệnh tình nặng hơn thì làm sao? Sau khi cai nghiện xong, có thể quay lại tiếp tục điều trị mà. Phải đợi đến khi nào? Anh là bệnh nhân của anh. Nếu anh không bảo vệ anh ta, vậy anh ta hết đường cứu rồi. Bất kể là bệnh nhân của ai, chỉ cần dính líu với ma túy, bệnh viện không thể nhận điều trị. Anh ta sao rồi? Hôm qua lên cơn mấy lần, có mấy người chịu nổi đâu. Chích thuốc xong khó khăn lắm mới chống chịu qua cơn nghiện. Đi xem thử. Lai Minh, sao rồi? Bác sĩ, mấy người muốn mang tôi đến trại cai nghiện. Tôi không thể đi. Mẹ tôi bị bệnh tim, bà ấy biết sẽ không chịu nổi đâu. Sớm biết vậy lúc đầu đừng làm. Tôi không giúp được anh. Bác sĩ, mấy cái thứ đó đều do một bác sĩ ở đây đưa cho tôi. Được lắm. Vậy anh mau nói với phó viện trưởng Triệu, ông đang điều tra chuyện này. Tôi nói với ông ta rồi, ông nói tôi bị hoang tưởng, nhưng tôi không có. Tôi không muốn đến trại cai nghiện. Anh nói đi, là ai đưa cho anh? Mấy thứ đó
là bác sĩ Ngô Tiếu Châu đưa cho tôi. Anh ta kêu tôi gọi điện cho một người đàn ông, rồi ấn máy thu âm. Có tiếng một ma nữ đang khóc. Cô ta cứ khóc hoài. Hình như khóc người chồng đã chết của cô, và hình như khóc đứa con đã chết. Anh ta vừa về là mang cho tôi tất cả các thứ đó. Bệnh quan tưởng điển hình, một mớ hỗn độn trong đầu. Bác sĩ Mạnh, tôi nói thật mà. Bác sĩ, tôi nói thật mà. Đều là sự thật hết. Tiểu Liễu, những lời bệnh nhân nói lúc nãy đừng nói bậy cho người khác nha. Bác sĩ Mạnh, cô nói có thật bác sĩ Ngô đưa ma túy cho anh ta không? Đừng nghe lời anh ta nói bậy. Ma quỷ, máy ghi âm gì? Những người khác tôi không dám nói, còn bác sĩ Ngô, tôi đảm bảo ảnh không làm chuyện này. Bác sĩ Ngô, đang dọn phòng hả? Bệnh viện sắp xếp rồi. Để em giúp anh. Không cần đâu, xếp mấy thứ này hả? Bác sĩ Ngô, hả? Đây là lần cuối tôi kêu anh là bác sĩ Ngô. Sau này anh làm chủ nhiệm, là cấp trên của tôi, phải kêu là chủ nhiệm Ngô. Được rồi, anh nói gì vậy? Tôi không còn là bác sĩ sao? Sau này còn phải nhờ anh giúp đỡ nữa. Giúp đỡ không dám nói tới. Chúng ta là đồng nghiệp mười mấy năm nay rồi, cũng so bì với anh mười mấy năm. Anh không để bụng thì tôi phải đốt nhang mừng. Sao làm vậy được? Tôi biết là anh không có. Anh không phải là người để bụng tới người khác. Còn tôi, dù tài cán tệ một chút, nhưng thái độ làm việc nghiêm túc. Sau này vấn đề học thuật còn phải nhờ anh chỉ dạy. Đều là đồng nghiệp, luôn muốn trị bệnh cứu người, mong muốn là không hổ thẹn với lòng mình. Anh nói vậy làm tôi thấy căng thẳng quá. Để ở đây hả? Làm chủ nhiệm thật tốt quá. Văn phòng lớn như vậy cũng đáng. Đáng cái gì? Văn phòng lớn thì trách nhiệm lớn, thì làm quan rồi lập trường cũng khác đi. Anh có không? Sao lại không? Hôm nay lúc đang họp, anh làm em bất ngờ quá. Lai Minh là bệnh nhân của anh. Anh nói buông tay là buông tay. Em muốn ra đi, đừng tham gia vào những chuyện lộn xộn này. Ai nói em muốn đi? Em vẫn chưa quyết định mà. Em không quyết định được phải không? Anh dạy em một cách. Lấy một tờ giấy, bên trái viết lý do muốn đi, bên phải viết lý do không muốn đi. Xem bên nào quan trọng hơn. Như vậy em sẽ biết phải quyết định như thế nào. Hôm nay luật sư Hà tới tìm em vì muốn em dọn về sống chung. Nhưng em cảm thấy giờ hai người có khác gì là người lạ đâu. Nếp sống và giá trị tư tưởng không giống nhau. Đột nhiên sống chung, bất kể là em hay gì ấy, đều cảm thấy không quen. Theo lời em nói, cái gọi là giá trị tư tưởng, nếp sống, tất cả đều là kiếm cớ. Em không muốn sống chung với người ta vì lòng em không giải quyết được vướng mắc, phải không? Em luôn canh cánh không vui về cái chết của Băng Băng, lòng luôn cảm thấy bất an, phải không? Xem như dì ấy chịu tha thứ cho em, em cũng không thể tha thứ cho chính mình. Bỏ đi,
Chuyện này tạm thời gác qua. Em đi làm việc đi. Cảm ơn em. Đừng khách sáo, em đi đây. Phó viện trưởng Triệu, chủ nhiệm Ngô, nhanh vậy đã dọn tới rồi. Ngồi đi. Được. Anh đừng nói, người ngồi trên chiếc ghế này cảm giác sẽ khác đi. Cảm ơn sự chu đáo của phó viện trưởng Triệu. Chuyện nên làm mà. Giống như con người tôi vậy, chỉ có thể làm những việc nhỏ nhặt này thôi. Ai kêu tôi không có tài cán gì, không làm được bác sĩ. Cho nên tôi chỉ có thể làm tốt công tác hậu cần cho mấy người thôi. Nếu trong bệnh viện có ai đó gây sự làm bậy bạ gì đó, vẫn phải nhờ tới kẻ hô hào tôi đây thu dọn. Giống như chuyện ma túy lần này, anh coi đó, điều tra, xử lý, làm chuyện phật lòng người khác đều đổ lên đầu tôi. Trách nhiệm quan trọng, hôm nay tôi phải điều tra kỹ bệnh nhân Lai Minh đó. Chủ nhiệm Ngô, anh nói ai to gan như vậy dám mang ma túy vào bệnh viện? Anh hỏi tôi biết hỏi ai. Nói cũng phải, chủ nhiệm Ngô là người thanh cao, quyết không làm những chuyện không có tính người như vậy. Không có đâu, phó viện trưởng Triệu. Nhưng mà người này, anh làm việc đi, tôi phải làm chuyện chính sự đây. Alo. Chúc mừng anh, bạn học cũ cuối cùng cũng vượt qua mọi khó khăn thăng chức làm chủ nhiệm rồi. Là em hả? Anh vừa dọn tới được mấy phút, sao em biết gọi điện thoại rồi? Em đã nói rồi, Tạ Hiểu Đình em bản lĩnh cao cường lắm. Sao hả? Đã được đền bù như mong muốn rồi, có phải là nên mời bạn bè một chầu không? Không chút giấu giếm gì hết, sao mà trơ trẽn quá vậy? Nói anh biết, em thà làm tiểu nhân cũng không muốn làm quân tử. Sao hả? Tối nay có rảnh không? Ra ngoài chút đi, em ăn mừng thay anh. Chúng ta nói chuyện ngày xưa. Được, em định thời gian địa điểm đi. Được. Tôi muốn gặp bác sĩ Ngô. Đi cai nghiện trước đi, sau này có thể về bất cứ lúc nào. Tôi không đi, tôi có chuyện muốn nói với anh ta. Tôi muốn gặp bác sĩ Ngô. Tôi muốn gặp bác sĩ Ngô. Giường 17 uống thuốc rồi. Lúc nãy anh ta trị liệu xung điện xong rồi, tối nay không cần phải uống thuốc. Tình trạng anh ta hình như không tốt lắm, ý chí không tin tưởng. Vừa xung điện xong đều như vậy hết. Anh ta bao lâu xung điện một lần? Hình như cách vài ngày là một lần. Có phải làm nhiều quá không? Là bác sĩ Ngô dặn làm vậy, chúng tôi phải làm theo. Hạ Hồng Vũ. Hôm nay tôi đi tản bộ tới Hà Nguyên, có một con chó cứ đi theo tôi. Xem ra không ai cần nó hết. Tôi liền dắt nó về nhà. Cũng tốt, có thể làm bạn với ông, cho ông đỡ phải cô đơn. Có lẽ tiếp xúc lâu ngày, ông sẽ lương thiện hơn một chút. Mắt tôi càng ngày càng tệ. Trời tối là không thấy gì hết, hầu như là không nhìn thấy.
Bệnh nhân Hạ Hồng Vũ giường 17, sao bác sĩ Ngô lại cho anh ta dùng lượng thuốc tễ nhiều như vậy? Tôi cảm thấy bác sĩ Ngô rất kỳ lạ. Bình thường bác sĩ rất tốt với bệnh nhân, lần này bệnh nhân không cần xa đó bị đưa tới trại cai nghiện, anh ta không có chút phản ứng gì. Nghe bệnh nhân đó nói bác sĩ Ngô đưa cần sa cho anh ta. Tiểu Liễu, đừng nói bậy. Bác sĩ Ngô vốn không phải là người như vậy. Nghĩ thử đi, ảnh quan tâm thiền linh như vậy. Nếu không sẽ không có nhiều người hiểu lòng anh ta yêu bệnh nhân mình. Thiền linh mắc chứng trầm cảm, nguyên nhân bệnh là gì? Nghe nói bị người ta cưỡng bức. Chuyện này xảy ra với một cô gái chưa đầy 20 tuổi, thật là quá tàn ác. Lúc bạn trai cổ tới bệnh viện thăm, mọi người đều nghĩ là chuyện tốt, không ngờ tên khốn kiếp đó là tuyên bố chia tay. Bệnh tình thiền linh sắp khỏe lại, nghe anh ta nói vậy giống như muốn lấy mạng. Sau đó bác sĩ Ngô biết được, liền tát tay anh ta. Chuyện này toàn bệnh viện ai cũng biết hết. Anh tát người ta, con người anh ta làm vậy không thể dung thứ dù là một hạt cát. Đáng tiếc, bệnh tình thiền linh như vậy, bác sĩ Ngô trả giá vì cổ nhiều như vậy, cổ vẫn ra đi. Theo tôi thấy, tình cảm bác sĩ Ngô đối với thiền linh là không bình thường. Cô nghĩ thử đi, một người đàn ông sắp 40 tuổi hoàn toàn không qua lại với bạn khác phái. Nguyên nhân là gì? Nguyên nhân vì tim ảnh đã bị tóm rồi. Cô đừng nói như vậy, không giống ảnh làm. Bình thường ảnh không như vậy, bên trong nhất định là có vấn đề. Nguyên nhân cái chết của thiền linh là vì cổ bị bạn trai bỏ, không phải là nhận được ám thị từ kẹp tóc. Vậy Đổng Phong đã hiểu lầm. Mình cũng vậy. Cậu lại ở đây? Vừa rồi rõ ràng tôi thấy cậu vào phòng rồi mà. Sao cậu lại ra đây? Tôi khóa cửa sắt rồi mà. Lúc nãy cậu có mang giày không? Có. Sao vậy? Nhẹ tay, chạy không thoát đâu. Đi, chạy không thoát đâu. Nói đi, cậu lấy cái gì mở cửa? Một cái khóa chỉ có một chìa, chìa khóa mất rồi, không mở được đâu. Cho tôi xét. Lấy ra. Tôi đưa. Đưa đây. Được rồi, tôi đưa. Bác sĩ Mạnh.
Cậu ngậm cái này trong miệng, lỡ nuốt vô luôn rồi sao? Bác sĩ Mạnh, sao cô tốt vậy? Với loại người như tôi, có nuốt một hai cái cũng đâu cần phải nổi giận. Chuyện của Trương Giang đã nhắc nhở chúng ta phải tăng cường ý thức an toàn. Tôi tin mọi người không muốn xuất hiện thêm Nghiêm Vĩnh Kiều thứ hai nữa. Xin lỗi, Trương Giang là bệnh nhân của tôi. Xảy ra chuyện này tôi vô cùng xin lỗi, nhưng tôi đảm bảo tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện giống như vậy nữa. Xin viện trưởng tin tôi. Tiểu Châu, sắp tới trong thành phố mở một hội thảo tâm lý học, anh là chủ nhiệm mới lên nên đi đi. Viện trưởng, phải đi mấy ngày? Đi 3-4 ngày. Có thể tôi không đi được. Tôi đề xuất bác sĩ Cát tham dự hội thảo này. Bác sĩ Cát có rất nhiều bài viết trên các báo y học. Về mặt y học, mọi người chúng ta ai cũng công nhận chuyện này. Vậy cũng được, quyết định vậy đi. Chúng ta tiếp tục vấn đề khác. Bác sĩ Ngô, tới rồi. Thấy khỏe không? Thấy khỏe nhiều. Ông coi đi, tôi kêu vợ tôi mua mấy quyển sách này. Ông cũng xem sách về bệnh thần kinh học hả? Xuất viện không cần làm ăn. Có phải là mở một phòng khám tâm lý rồi làm bác sĩ? Bệnh lâu ngày thành bác sĩ mà. Bây giờ xem nhiều sách bệnh tâm thần một chút, hiểu thêm về bệnh của mình. Vậy với bệnh tình của mình, ông hiểu rõ những điều gì? Nói thử coi. Giờ tôi biết rồi. Tôi có thể nhìn thấy những thứ đó đều do đầu óc tôi nghĩ ra. Trên đời này làm gì có ma quỷ? Hiểu được trạng thái tâm lý bất thường của mình có thể chứng minh bệnh tình của ông đang chuyển biến tốt. Phải, đây cũng là một cách tốt. Vậy giờ ông cũng không nhìn thấy những thứ kỳ lạ đó nữa phải không? Thấy thì vẫn thấy. Dưới giường có một người. Cửa sổ có một người. Cửa lớn còn có một người. Bọn họ không chịu đi. Ông đều có thể nhìn thấy họ. Phải đó. Giờ tôi không còn sợ nữa, vì tôi biết những thứ đó đều do tôi tưởng tượng ra. Nếu không, người khác sao lại không nhìn thấy, phải không? Đúng, không sai. Người khác không nhìn thấy. Không nhìn thấy bọn họ. Nghiêm Vĩnh Kiều, ở đâu? Sau lưng ông đó. Anh ta đi vào cùng ông. Tay anh ta cầm một con dao. Ông cẩn thận đó. Anh ngủ gục hả? Lúc sắp kết thúc thì anh ngủ luôn. Viện trưởng nói anh bận quá, không cho kêu anh dậy. Trời đất, thật xin lỗi. Tại sao anh không tham dự hội thảo? Có chuyện hả? Chuyện riêng. Em có thể biết không? Không được. Là Nghiêm Vĩnh Kiều phải không? Em nói gì vậy? Anh đừng giấu nữa. Em nhớ lại hết rồi. Anh thôi miên em. Em quên chuyện Nghiêm Vĩnh Kiều còn sống hay chết. Nhưng anh quá mềm lòng, sợ gây tổn hại vĩnh viễn cho ký ức và tinh thần của em, nên anh đã nương tay. Đúng không? Em nhớ lại khi nào? Hôm em đi phỏng vấn. Em che đậy rất tốt, anh hoàn toàn không nhận ra. Nếu anh muốn, có thể thôi miên em lại lần nữa. Dẫu sao anh cũng biết, trước giờ em chưa từng đề phòng anh. Em nói đúng không, bác sĩ Ngô? Không hiểu, anh nghe không hiểu em nói gì. Giờ em mới biết. Tại sao anh tìm mọi cách muốn em từ chức, muốn em thay đổi công việc, không muốn em gây trở ngại cho anh phải không? Nhưng anh lại sợ làm tổn thương em.
Đây là đèn pin của em, trả cho em. Tại sao anh không đi hội thảo? Anh nuôi một con vật trong nhà, nếu anh đi nó sẽ chết đói. Vậy em sẽ giúp anh nuôi nó. Không được, nó chỉ ăn khi anh đút nó. Dẫn em đi xem. Nếu không chính mắt nhìn thấy, em sẽ không tin. Vào đi. Ngồi. Vật nuôi đâu? Nó kìa. Qua đây. Qua đây, qua đây. Qua đây. Nè nè. Nè. Nhìn thấy đáng yêu không? Anh lượm nó ở bên bờ sông. Lúc đó trên người nó bị thương, nhất định người chủ trước đây đã ngược đãi nó. Em muốn vào trong xem. Tại sao? Không sao hết, chỉ muốn xem thôi, có được không? Thì xem. Vào trong đi. Tự nhiên nhìn. Căn phòng này tối quá. Trước giờ chưa từng có người ở. Không có. Nhà của anh sạch sẽ lắm. Dù là phòng không có người ở. Phải, anh vốn sạch sẽ mà. Đương nhiên rồi. Còn vấn đề gì không? Anh ta vẫn còn sống. Ngoài ra anh còn biết anh ta đang ở đâu, phải không? Bác sĩ Ngô, Tu Văn, đừng ép anh có được không? Đi ra ngoài ngồi đi. Đi. Đi đi. Làm em hết hồn. Sao vậy, có tâm sự hả? Không có. Chị hay đi tới đi lui. Em còn muốn giấu chị nữa. Sao vậy? Không khỏe phải không? Nước lạnh quá. Đi nào. Em và Ngô Tiếu Châu tiến triển sao rồi? Đừng nói bậy. Còn ngại ngùng với chị nữa. Thật ra chị thấy hai người rất hợp nhau. Có điều lớn tuổi hơn em một chút, nhưng vậy mới biết thương em. Hơn nữa hai người cùng nghề, tương lai trong công việc và cuộc sống gia đình sẽ không phát sinh mâu thuẫn.
Em sao vậy? Sắc mặt không được tốt. Không có gì. Bác sĩ Cát, sao vậy bác sĩ Cát? Mau, mau lên. Long Đại Hưng, thì ra là ông ta. Xin hỏi vị nào là bác sĩ Mạnh? Là tôi, Đổng Tuyết. Nếu cô biết cô tới thăm, cô sẽ rất vui. Đổng Phong, em cô tới thăm nè. Ai là Ngô Tiếu Châu? Là tôi. Anh là Ngô Tiếu Châu. Chị tôi vì anh mà biến thành như vậy. Nếu là như vậy, tôi chỉ biết nói lấy làm tiếc. Lấy làm tiếc thì có ích gì? Anh phải chịu trách nhiệm với chị. Phải chăm sóc chị suốt đời. Bệnh nhân bệnh viện đều được chăm sóc rất chu đáo. Phải đó. Tiền viện phí và chi phí chữa trị của Đổng Phong đều do bác sĩ Ngô lo hết. Vậy chưa đủ. Chi một ít tiền viện phí có là gì đâu. Hôm nay trả ngày mai không trả. Không có sự ràng buộc nào hết. Cái gì ràng buộc? Ràng buộc cái gì? Anh phải kết hôn với Đổng Phong. Nói vậy không hợp lý. Xem như tôi đồng ý, cũng phải do hai bên đồng ý. Đổng Phong như vậy, ai có thể chứng minh Đổng Phong tự nguyện? Nếu anh không hứa, tôi sẽ tới tòa án thưa anh. Thưa tôi. Thưa tôi tội gì? Thưa anh. Thưa anh phá hoại tinh thần. Anh thấy chuyện này thế nào? Ý em là gì? Chuyện của Đổng Phong. Chuyện không thể thuyết phục được người nhà bệnh nhân. Anh thấy nhiều rồi. Anh quen rồi. Nhưng anh không nghĩ các đồng nghiệp trong bệnh viện sẽ nhìn anh thế nào sao? Em nhìn anh thế nào? Em cảm thấy anh rất tội nghiệp. Nói rất đúng. Quá đúng. Nhưng em hiểu được tâm trạng của Đổng Tuyết. Tâm lý của Đổng Tuyết là đẩy trách nhiệm sang người khác. Thật ra trong cuộc sống, người càng bực tức, phòng tuyến tâm lý càng yếu đuối. Em nói có đúng không? Anh thật không để bụng sao? Sao vậy? Tâm tình không vui? Không có. Gần đây việc hơi nhiều, tâm tình bấn loạn một chút. Y tá trưởng, chị thấy em được không? Em còn nhớ lúc chị mới tới bệnh viện Hà Nguyên không? Lúc đó chị vừa tốt nghiệp trường y tá. Sau khi em đi rồi, chưa được nửa năm thì chị không chịu nổi nữa, rồi muốn nghỉ việc. Tất cả bệnh nhân làm cho chị một tiệc đưa tiễn. Trong buổi tiệc chị khóc một trận. Kết quả là không đi nữa. Rồi làm việc tới bây giờ, chị cảm thấy hai ta rất có duyên với nhau. Giờ chúng ta đã là đồng nghiệp. Công việc chúng ta áp lực lớn.
căng thẳng thần kinh, thường xuyên lên dây cót. Nếu không chừng có khi sẽ xảy ra chuyện. Nếu chúng ta không tự tin tưởng, không có lòng tin vào mình, không phải là hổ thẹn với những bệnh nhân luôn tin tưởng chúng ta hay sao? Cậu bị chứng tâm thần phân liệt gián đoạn điển hình. Còn bị chứng hay quên nữa. Bệnh phân liệt rất dễ điều trị. Bệnh này của cậu, cậu là người mới tới, cậu phải biết quy định ở đây. Chiếu tướng, Đổng Phong, Đổng Phong, đây là cuộc đời của em. Em không có cách nào trốn tránh được. Chị biết lòng em rất đau khổ. Đổi lại là chị cũng không biết phải làm gì nữa. Lúc trước chị cũng từng trải qua nỗi đau như vậy. Đổng Phong, em nhìn chị đi, nghe chị nói nè. Đời người giống như đầm lầy vậy. Nếu em không tiến về phía trước, chân em sẽ vướng trong bùn lầy. Lúc bùn tới cổ chân, em không cảm thấy gì hết, chỉ cảm thấy hơi mệt một chút. Nhưng lúc bùn ngập tới đầu gối rồi, nếu không có ai giúp em, em sẽ không thoát nổi hoàn cảnh khó khăn này. Một khi đã tới nước này thì không ai có thể giúp em nữa hết. Em không thể vì vậy mà tự mình rơi vào đó. Có muốn bò lên cũng không được đâu. Tất cả bệnh nhân ở đây, ai cũng có một đầm lầy. Không ai bất hạnh hơn ai hết. Đổng Phong, em nhìn chị đi. Em muốn trốn tránh đến khi nào? Cái chết của Thiện Linh vốn không liên quan tới em. Lòng em nên biết rõ. Em nói với cổ mấy lời này, nếu cổ nghe được thì tốt quá. Chỉ cần em hết lòng nói với cổ, cổ sẽ nghe được mà. Khi nào em rời khỏi Hà Nguyên? Em không đi nữa. Em còn bệnh nhân ở đây. Em không đi. Đổng Phong, nếu em nghe được những lời của chị, em nên suy nghĩ lại, được không? Em sẽ khỏe lại. Thật mà, hãy tin chị, nhất định sẽ khỏe lại. Đã bình thường hết. Trời ơi, sao chị ấy lại khóc nữa? Chị hay vậy lắm sao? Cũng không phải, mấy hôm trước khỏe một chút. Cách của bác sĩ Ngô quả thật rất có tác dụng, nhưng cũng không thể luôn như vậy. Cho nên em... Cô đang nói gì tôi nghe không hiểu. Đi xem thử đi. Đừng khóc nữa, đừng khóc. Không có gì đâu. Bình thường hay vậy hả? Phải đó. Chỉ không có mấy đồ này giống như mất hồn vậy. Than trời trách đất. Anh ta kêu tôi gọi điện cho một người đàn ông, rồi ấn máy thu âm. Có tiếng một ma nữ đang khóc. Cô ta cứ khóc hoài. Cô ta cứ khóc hoài. Hình như khóc người chồng đã chết của cổ, và hình như khóc đứa con đã chết.
Không có gì đâu. Bệnh nhân này kinh doanh tiệm quần áo thời trang, rồi cửa tiệm bị một trận hỏa hoạn làm cháy hết, cho nên bị suy sụp tinh thần. Nhưng trên thực tế, trước trận hỏa hoạn, chị hoàn toàn là người bình thường. Cuộc sống rất đàng hoàng ngăn nắp, lại yêu thích sự gọn gàng. Trước giờ chưa từng thích giữ đồ đạc lung tung. Bác sĩ Ngô, em có một câu xin bạo gan báo anh biết. Em cảm thấy chẩn đoán bệnh Thiền Linh của anh là sai lầm. Để cô ta đổi tóc giả không phải giải quyết nguồn gốc vấn đề. Rốt cuộc em muốn nói gì?让你从此不再憔悴。